chào quý khách hàng, em tên là Huy, em là nhân viên của công ty ô tô Phú Cường. Hôm nay em xin giới thiệu với quý khách hàng một chiếc xe Wuling được nhập khẩu nguyên chiếc. Là bây giờ em xin giới thiệu tổng quan về chiếc xe. Đây là phần ga lăng xe được thiết kế bằng thép rất là chuẩn. Bên đây là logo của xe được thiết kế màu đỏ, hình W nhìn rất là sang trọng. Và phần bên đây là phần đèn của xe gồm có pha xi nhan và tích hợp đèn sương mù, nhìn rất là đẹp và bắt mắt. Phần đèn có pha làm bằng đèn halogen. Phần bên đây là phần lưới tản nhiệt giúp cho khi hoạt động thì sẽ làm mát động cơ. Phần đây là cản trước của xe được sơn màu bạc, nhìn rất là bắt mắt. Và phần trước của xe thì được thiết kế nhô về phía trước, giúp nhìn rất là cá tính và giúp tạo sự an toàn hơn. Xe Wuling với tải trọng dưới 1 tấn thì có thể lưu thông trên trong Sài Gòn, trong thành phố với 24/24. Được thiết kế rất là nhỏ gọn, có thể luồn lách vào những con đường hẹp. Và phần bên đây là phần thùng xe với chiều dài là 2m71 và chiều rộng là 1m52, chiều cao là 0.32m. Được thiết kế rất là chắc chắn và phần dưới đây là lớp xe nhãn hiệu là Linh Long với kích thước là 175R14C. Còn phần bên đây là lá nhíp giúp khi lưu thông chở hàng thì nó sẽ chắc chắn hơn, kiên cố hơn. Còn xin giới thiệu đây là phần sau của xe, được thiết kế đầy đủ các đèn tín hiệu, đèn báo để cho khi mình lưu thông trên đường thì các xe phía sau mình có thể tránh né được khi mình di chuyển. Còn bên đây là có thiết kế một cái logo của xe tên là Wuling, được mạ cà rơm nhìn rất là sáng và bắt mắt. Em xin giới thiệu về bên trong cabin. Trước tiên thì khi vào bên trong cabin thì em xin giới thiệu đây, gương chiếu hậu có thể góc quan sát rộng, có thể giúp cho các tài xế có thể dễ dàng thuận tiện khi mà lưu thông, có thể quan sát khi mà có xe phía sau vượt lên. Cửa thì mở rất là nhẹ nhàng luôn. Và đây là bên trong cabin của xe, được thiết kế với hai chỗ ngồi, ghế được làm bằng nỉ và có thể di chuyển vào tùy thể trạng của các bác tài. Cabin thiết kế hai chỗ rất là gọn gàng và đầy đủ tiện nghi. Với đây là máy lạnh, có thể điều chỉnh đa chiều. Đây là đài FM radio. Đây là điều chỉnh tốc độ của máy lạnh, chỉnh hướng của máy lạnh. Đây là mồi lửa cho anh em. Đây là hộc đựng đồ để cho anh em đựng đồ. Rồi phần bên đây là cái hiển thị thông số của xe, giúp cho các tài xế khi mà di chuyển thì có thể biết được tình trạng của xe. Còn phần đây là ga lăng xe với tích hợp trợ lực, lái rất là nhẹ nhàng. Trên đây có tích hợp còi và một cái logo Wuling nhìn rất là đẹp. Kính thì là kính chỉnh điện. Xe có tích hợp thắng phanh ABS, giúp cho khi chạy xe
an toàn. Đây là cần số của xe với 5 số tiến và 1 số lùi, rất là nhẹ nhàng. Đây là hộc để cho anh em đựng nước. Xe thì dùng công nghệ của GM với tiết kiệm nhiên liệu, động cơ Euro 5 tiết kiệm nhiên liệu, tầm khoảng 100 cây thì anh em chỉ tốn khoảng 5 đến 6 lít, xài công nghệ xài xăng tùy theo cung đường và hàng hóa các anh em chở. Còn trên đây là che nắng, đây là kính xe. Sau em giới thiệu tổng quan về chiếc xe thì em xin báo giá xe là 249 triệu, chưa bao gồm giấy tờ. Và bên công ty em có hỗ trợ vay vốn lên đến 75%, là anh chị có thể trả trước trên 50 triệu là có thể nhận xe, với thủ tục đơn giản là chỉ cần giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn. Nếu chưa có đăng ký kết hôn thì anh chị chỉ cần xác nhận giấy chứng nhận độc thân là được. Mọi chi tiết xin liên hệ với em, số điện thoại là 034-508-9636, em để bên dưới, hoặc là anh chị có thể comment trực tiếp vào clip để em có thể tư vấn. Và video của em đến đây xin hết, xin cảm ơn quý anh chị đã xem và hẹn video lần sau.